chào mọi người. Khi đặt chân đến Huế, không thể bỏ qua việc thăm những lăng tẩm và chùa chiền có kiến trúc cổ xưa. Đây là những điểm đặc trưng tạo nên không khí trang nghiêm cho vùng đất kinh kỳ này. Trong chuyến du ngoạn Huế của bạn, hãy nhớ ghé thăm chùa Huyền Không Sơn Thượng để khám phá nếu thiên đường có tồn tại thì cũng chỉ đẹp đẽ như vậy thôi. Chùa Huyền Không Sơn Thượng không chỉ là một nơi thanh tịnh mà còn thú vị bởi cảnh đẹp tự nhiên tuyệt vời. Được bao quanh bởi một khu rừng thông xanh tươi rộng khoảng 50 hectare, con đường dẫn vào chùa uốn lượn như trong chuyện cổ tích. Trong danh sách các điểm tham quan lịch sử của Huế, không nhiều người biết đến chùa Huyền Không Sơn Thượng, một trong những cảnh quan thiên nhiên đẹp nhất. Nơi đây mang lại cảm giác thư thái, yên bình, trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm sự thanh tịnh và muốn cầu nguyện cho sức khỏe và bình yên. Khi nhắc đến Huyền Không Sơn Thượng, đó chính là lúc bạn nhắc đến một trong những thắng cảnh tuyệt vời của cố đô Huế. Địa danh này đã thu hút đông đảo du khách mỗi khi đặt chân đến thành phố mộng mơ này. Trong lòng thung lũng, nằm ở khu rừng thiền của Huyền Không Sơn Thượng, với những ngọn núi và đồi thông vây quanh, đây là một không gian yên bình, nơi con đường trống trải, ruộng lúa bao la và không khí trong lành sẽ đưa bạn vào thế giới của thiền định. Đây, bạn sẽ được thưởng thức buổi hòa nhạc của tự nhiên với tiếng thông reo, tiếng gió thổi qua nhẹ nhàng, tiếng chim hót vang lên rộn ràng, tiếng sóc nhỏ vui tai và cả tiếng gà rừng đều tạo nên một bức tranh âm nhạc huyền diệu. Hãy đến và đắm chìm trong không gian này, nhắm mắt lại, thở vào bầu không khí trong lành để lắng nghe hơi thở của chính mình và thanh tịnh tâm hồn. Đây là nơi bạn có thể nạp lại năng lượng và thanh lọc tâm trí, để khi trở về cuộc sống bận rộn ở bên ngoài, bạn sẽ trở thành một phiên bản mạnh mẽ và tinh thần trong trẻo nhất. Huyền Không Sơn Thượng thật sự là một thiên đường của tĩnh lặng. Mỗi khu vực, mỗi góc nhỏ trong chùa đều tỏa sáng như một bức tranh thiên nhiên tinh tế, được tạo ra bởi bàn tay của những nghệ sĩ tài hoa. Chùa Huyền Không Sơn Thượng được phân chia thành nhiều khu vực bao gồm khu vực ngoại viện, chánh điện, am mây tía, tĩnh trai đường, nhà khách, cùng với nhiều công trình khác. Khuôn viên chùa Huyền Không Sơn Thượng có đến 5 hồ nằm rải rác, nổi bật hơn cả là Sơn Ảnh Hồ, Thủy Nguyệt Đàm và Vọng Hoa Đàm với cầu Bắc Ngang. Đứng trên cầu ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, bạn sẽ hiểu thế nào là tức cảnh sinh tình. Nếu yêu mến thư pháp, bạn sẽ rất thích thư pháp đình, cụm nhà thủy tạ 5 mái đối diện rừng thông. Ở đây trưng bày rất nhiều những câu thơ và các nhà sư sẽ thay đổi chúng theo mùa hoặc theo thời tiết. Viên ngoại viện của chùa có diện tích rộng hơn 10.000 m², là một không gian lớn mở với nhiều công trình đặc sắc. Khám phá khuôn viên này cũng là một trải nghiệm thú vị và không bao giờ làm bạn thấy chán chường. Hãy dạo bước đến vườn cỏ đá, nơi mà cỏ xanh mướt và những tảng đá xám tạo nên một cảnh đẹp tuyệt vời. Đây là nơi mà các sư tu thường tập luyện võ nghệ, ngâm thơ đối đáp hoặc thảo luận về các vấn đề nhân sinh và Phật học. Dạo bước theo những thảm cỏ xanh mướt, gần gũi với thiên nhiên, cỏ cây, hoa lá là cách giúp chúng ta tĩnh tâm, định vị lại bản thân trong cuộc sống bộn bề này. Cảnh đẹp giúp ta thấy cuộc sống ý nghĩa hơn và việc tìm đến chùa vãn cảnh trong những dịp như ngày giỗ tổ Hùng Vương hôm nay
giúp ta thư giãn, cảm nhận vẻ đẹp của tạo hóa và có thêm động lực để học tập, phấn đấu để phát triển và thành công hơn trong tương lai. Chào người, mình là Hà và đây là Hà Kiểm. Chúng mình là sinh viên đến từ trường Đại học Luật Đại học Huế. Và hôm nay thì nhân vào một cái ngày 10 tháng 3, một cái ngày giỗ tổ, ngày rất là linh thiêng, đáng tự hào của dân tộc Việt Nam. Thì tụi mình thường nào mọi năm thì tụi mình đều sẽ lên chùa và để tụi mình nhớ, tại vì tụi mình ở khá là xa. Thì hôm nay ngôi chùa mà tụi mình đến thì nó khá là cách xa thành phố và rộng, như là không gian ở đây thì rất là yên tĩnh. Hiện tại thì chùa đang tu sửa nhưng mà các bạn có thể nhìn riêng được là khung cảnh ở xung quanh ngôi chùa thì rất là đẹp, và các bạn có thể đến đây những ai mà đang hư linh cần chữa lành ấy thì các bạn có thể đến đây, khá là yên tĩnh cho mình tìm về với các bạn nhỏ. Mình thì có thể cảm nhận được rằng cuộc sống của tụi mình nó rất là đẹp và chúng ta có nhiều động lực hơn để cố gắng. Mây Tía, hay còn được gọi là Tử Vân Am, là nơi sư trụ trì sinh sống, là không gian dành cho việc học tập, làm việc và tiếp khách. Với lối kiến trúc tương tự như chánh điện, Am Mây Tía mang đến một vẻ đẹp mộc mạc và hòa hợp với thiên nhiên. Xung quanh am là hồ nước và các loài hoa được bày trí theo mùa. Tầng trên của am được dành cho việc lưu trữ sách vở và văn phòng phẩm. Khi đến đây, bạn sẽ có cơ hội thảo luận về văn hóa, văn chương và tận hưởng không gian bình yên để thư giãn tâm hồn. Khu chánh điện của Huyền Không Sơn Thượng có thể coi là biểu tượng của vẻ đẹp truyền thống Huế. Thiết kế theo phong cách Việt cổ, khu chánh điện sử dụng chủ yếu là vật liệu gỗ, với sàn nhà lót bằng gạch tàu màu đỏ và mái nhà làm từ gỗ vụ. Tất cả các yếu tố này kết hợp hòa hợp với nhau, tạo ra một không gian trang nghiêm, cổ kính mà vẫn giữ được sự mộc mạc và ấm áp. Tĩnh Trai Đường, với tên gọi độc đáo, là khu vực bao gồm nhiều ngôi nhà liền kề, nằm phía sau chùa với tổng diện tích lên đến 120m². Đây là nơi chủ yếu dành cho việc nấu nướng và chuẩn bị thức ăn cho các sư tu, cũng như phục vụ các Phật tử tham dự các lễ hội hàng năm. Chùa Huyền Không Sơn Thượng, hay còn gọi là Huyền Không 2, nằm giữa rừng thông Vạn Tùng Sơn, cách trung tâm thành phố 17 km. Để đến từ trung tâm, đi về hướng đường Kim Long, qua chùa Thiên Mụ, tiếp tục vượt qua Văn Thánh, cầu Sức Dũ, đến thôn Trầm. Ở đây sẽ có bảng chỉ dẫn để du khách dễ dàng đến chùa và thưởng lãm phong cảnh thiên nhiên tuyệt vời. Chúng ta đang ở đường Nguyễn Phúc Nguyên, Kim Long, Huế. Bên trái là dòng sông Hương thơ mộng với con đường đi bộ dài lượn quanh bờ sông. Hai bên đường là những rặng cây xanh mướt hòa quyện hài hòa với dòng sông, tạo nên khung cảnh lãng mạn, thu hút mọi ánh nhìn. Phía trước,
trong tầm mắt là chùa Thiên Mụ, điểm du lịch nổi tiếng không thể bỏ qua khi đến Huế. Từ đây, nhìn xung quanh, cảnh vật thật hữu tình, hài hòa, phong thủy, tạo nên khung cảnh đẹp tuyệt vời. Bên kia sông, phía xa, tạo lên vẻ đẹp lung linh cho Huế và làm cho vị trí của chùa Thiên Mụ thật sự đẹp không ngờ. Từ chùa Thiên Mụ, chúng ta tiếp tục đi lên đường Tránh Huế và điểm du lịch tiếp theo là Văn Thánh Huế, một điểm đến du lịch, văn hóa và tâm linh nổi tiếng ở Huế. Bên trái chúng ta là Văn Thánh Huế, trường đại học đầu tiên được xây dựng trên mảnh đất cố đô. Văn Thánh Huế đã có hơn 200 năm tuổi đời. Với kiến trúc độc đáo và ý nghĩa lịch sử, nơi đây đã trở thành điểm đến tham quan yêu thích của nhiều du khách trong và ngoài nước. Thuyết minh, Văn Thánh Huế có nguồn gốc từ văn miếu đầu tiên được xây dựng ở làng Triều Sơn trong thời kỳ các vị vua Nguyễn mở mang, khai phá phương Nam. Đến năm 1770, triều Nguyễn Phúc Quát, văn miếu được rời đến xã Long Hồ và trở thành văn miếu của Đảng Trong. Sau này, khi triều đại nhà Nguyễn xây dựng cơ đồ, Văn Thánh Huế chính thức được cho xây dựng trên đường Văn Thánh và tồn tại đến hiện nay. Trong thời kỳ triều Nguyễn, nho học được coi trọng và coi là nền tảng để duy trì trật tự xã hội và bảo vệ lợi ích của vương triều. Với tầm quan trọng đó, nhiều công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn nho giáo được xây dựng và củng cố như Văn Thánh Miếu nhằm thấm sâu tinh thần nho giáo trong nhân dân. Thánh Huế không chỉ là dấu ấn trong nền nho học của triều Nguyễn mà còn là biểu tượng của kiến trúc, phản ánh một thời kỳ hưng thịnh của nho giáo ở triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam. Di tích này được xây dựng theo kiến trúc truyền thống của triều đình Huế, bao gồm nhiều công trình như Đại Thành Môn, Đại Thành Điện, Nhà Bia, Hữu Văn Đường, Dụy Lễ Đường. Những bộ phận kiến trúc này kết hợp với nhau tạo nên một không gian linh thiêng và độc đáo. Chúng ta đang trên cầu Long Hồ, Kim Long và hướng về thôn Chằm, nơi có ngã rẽ để đến Huyền Không Sơn Thượng. Khoảng cách đến đường Tránh là khoảng 1 km và đến chùa là khoảng 3 cây số. Phía trước là đường Tránh, trục giao thông Bắc Nam và đường cao tốc La Sơn, Cam Lộ. Băng qua quốc lộ này, chúng ta sẽ đến thôn Chằm, nơi có tuyệt tác thiên nhiên Huyền Không Sơn Thượng. Dọc theo con đường đến chùa, hai bên là những cánh đồng lúa bắt đầu trổ bông, tạo thành một dải vàng như lụa, rực rỡ và đẹp mắt. Điều này tạo ra một cảm giác sung túc, thú vị cho hành trình khám phá của chúng ta. Bên trái hướng di chuyển của chúng ta, lúc này đã có bảng chỉ dẫn đường đến Huyền Không Sơn Thượng. Đây là lối đi nhỏ, khá gồ ghề. Vẫn là những thảm lúa vàng rực và không gian với đồi núi hữu tình. Phong cảnh thiên nhiên đượm màu gần gũi và cảm giác nhẹ nhàng, thực sự làm cho hành trình trở nên thú vị. Trước mắt chúng ta là điểm đến của ngày hôm nay, chùa Huyền Không Sơn Thượng, với danh xưng đặc trưng là đệ nhất cảnh quan thiên nhiên, ngỡ như thiên đường. Hành trình này mang du khách đến thăm một cảnh đẹp có 102 của xứ Huế mộng mơ, đặc biệt ý nghĩa hơn khi chuyến du hành này trùng vào ngày 10 tháng 3, ngày giỗ tổ Hùng Vương, một dịp vãng chùa để tâm hồn được thanh tịnh và hướng về tổ tiên. Để giúp du khách cảm nhận hết vẻ đẹp nơi đây, thả hồn vào từng tuyệt tác xứ thần tiên, chúng tôi xin phép không bình luận. Hãy để du khách lắng sâu lòng mình vào từng nhánh cây, cành hoa, tiếng gió thổi, khoảnh khắc chim hót và những thảm cỏ tạo nên bức tranh thủy mặc, mê hồn, làm cho những giây phút nơi đây đọng mãi trong tình cảm và ký ức đẹp của mỗi người.